Hello, Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Buổi sáng hôm nay là ngày 31 tháng 10 năm 2023 quý vị nhé. Một video mới nhất. Hôm nay Tuấn Nguyễn về thành phố Hồ Chí Minh. Và cái vị trí mà Tuấn Nguyễn đang đứng đây là đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp quý vị nhé. Đấy. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị và các bạn một ngôi nhà mặt tiền đường đấy, trong khu dân cư của thành phố Hồ Chí Minh đấy, quận Gò Vấp. Thì quý vị nào ở thành phố lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, đấy, Bà Rịa, Vũng Tàu chắc chắn thì quý vị biết quận Gò Vấp đúng không ạ? Còn quý vị nào ở xa thì chắc chắn quý vị không tưởng tượng ra, không hình dung ra biết quận Gò Vấp là ở cái quận nằm ở chỗ vị trí nào đúng không ạ? Thì Tuấn Nguyễn cũng xin giới thiệu qua cho quý vị biết quận Gò Vấp là một cái quận mà nằm ngay trung tâm của thành phố Hồ Chí Minh. Nó cách sân bay Tân Sơn Nhất, vị trí hiện tại chúng ta đi ra sân bay Tân Sơn Nhất thì khoảng 7-8 phút chúng ta đi xe Honda thôi là chúng ta đi ra đến sân bay Tân Sơn Nhất rồi quý vị nhá. Đấy. Và vị trí này thì chúng ta đi ra con đường Phạm Văn Đồng, chúng ta chạy thẳng xuống thành phố Linh Xuân, Thủ Đức, thành phố Dĩ An, chúng ta đi Bà Rịa, Vũng Tàu cũng được, đi quận 2. Đấy. Rất là gần. Còn đây chúng ta đi lên sân bay Tân Sơn Nhất, lên quận Nhất quý vị nhá. Chúng ta ra quận 8. Đấy. Rất là gần. Nói chung thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị yên tâm về đường xá. Đi đường nào cũng được. Và đây là con đường nhựa. Con đường nhựa này khoảng 8 mét quý vị nhá. Trước căn nhà chúng ta. Đấy. Thì có những cái lối thoát nước thì rất là khủng. Đây quý vị nhìn này. Đấy. Quý vị yên tâm. Đấy. Đường láng ngo. Đấy. Khu dân cư rất là ổn định như thế này, đấy, an ninh tuyệt đối. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì quý vị biết rồi, đôi khi có những cái vấn đề nhạy cảm đúng không ạ? Thì khu vực náo nhiệt thôi, còn ở trong đây thì chắc chắn là an ninh sẽ rất là tốt. Đây quý vị nè. Và hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị một căn nhà cấp 4 thôi, nhưng mà đúc quý vị nhá, một lầu một trệt. Đấy, nói chung là một lầu một trệt. Đấy, nhưng mà có diện tích là cực kỳ lớn quý vị ạ. Đấy. Căn nhà của chúng ta thì diện tích là chiều ngang 4 mét thôi. Nhưng mà thưa với quý vị là chiều sâu tới 31 mét cơ quý vị nhá. Đấy. Chúng ta lên tới 31 mét quý vị nhá. Đấy, một cái diện tích rất là rộng, là dài. Đây, căn nhà chúng ta đây quý vị này. Đó, căn nhà ở giữa đây quý vị đang nhìn trên màn hình Tuấn Nguyễn đây. Căn nhà này mặt tiền đường, quý vị có thể là kinh doanh buôn bán, mở tiệm nail, tiệm xì ba như chủ nhà đang bán sinh tố quý vị nhá. Nhưng mà người ta bán nhỏ lẻ thôi. Nói chung dân thành phố thì người ta kinh doanh thì nói chung là cũng không chú trọng lắm. Nói đúng vậy, người ta cũng buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ cho nó vui thôi, chứ cũng chưa đến là bung tiền bung vốn bung của cải ra để kinh doanh buôn bán cho đến nơi tới bến, đúng quý vị nhá. Đấy, chiều ngang 4 mét, chiều sâu lên tới 31 mét, tổng diện tích chúng ta có 124 mét vuông, có sổ hồng và phun thổ cư luôn quý vị nhá. Đấy, nhưng mà cái diện tích xây dựng chúng ta chỉ có 56 mét thôi, bởi vì nhà có hai vợ chồng và một đứa con thôi quý vị nhá. Người ta xây có chút xíu à, còn phía sau còn một nửa đất nữa. Quý vị nào mà về chúng ta sẽ xây ngôi nhà lớn, đấy, thì chúng ta xây hết đất hoặc là chúng ta xây hai căn nhà, ví dụ vậy. Thì quý vị cũng có thể là nói chung muốn làm gì làm, nhưng mà đất rất là nhiều quý vị nhá. 124 mét vuông, phun thổ cư luôn thì quý vị biết rồi. Thoả mái cho quý vị xây dựng thiết kế. Đấy, căn nhà là thiết kế một lầu một trệt, tạm thời thì chúng ta có hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh đúng không ạ? Đấy, có sân xe Honda phía trước. Đấy, giá thì Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị ở cuối video quý vị nhá. Và đây là căn nhà của chúng ta quý vị này. Căn nhà này thì đã qua sử dụng khoảng 5-7 năm rồi. Đấy, Tuấn Nguyễn cũng xin nói thật với quý vị như vậy. Mặc dù là căn nhà của chúng ta, căn nhà tấm đúc quý vị nhá. Quý vị có thể lên lầu. Đấy, và ở đây thì đương nhiên những căn nhà này trước khi người ta xây dựng thì người ta cũng được cấp phép, xin giấy cấp phép hết rồi đúng không ạ? Đủ tiêu chuẩn lên lầu đúng không ạ? Đổ bê tông cốt thép thì quý vị yên tâm. Phía trước chúng ta có hai cái cột trụ bê tông, rồi hàng rào, đấy là mái hiên đúng không ạ? Mái tôn. Đấy, hàng rào an ninh, đấy, rất là ok. Và bốn cánh cửa sắt. Đấy. Đây, bốn cánh cửa sắt dày dặn. Chúng ta có thể kinh doanh là chúng ta để đến trước này. Chị chủ nhà chỉ
bán sinh tố, còn phía trong đây cũng chẳng để cái gì hết quý vị nhá. Còn đây là quý vị nhìn trên màn hình Tuấn Nguyễn này, toàn tiệm nail, tiệm tóc, tiệm xì ba, rồi tạp hóa, đúng không ạ? Hàng ăn, hàng phở tùm lum hết. Nói chung gia đình nào có nhu cầu kinh doanh buôn bán gì thì người ta sẽ làm cái đó, đúng không vị? Đây là không gian chúng ta để được khoảng 6 chiếc xe Honda ở đây quý vị nhá. Đấy, căn nhà chúng ta thì không có thiết kế sân xe hơi. Nhưng mà nếu quý vị có xe hơi thì vẫn chạy xe hơi vào nhà được, bởi vì chúng ta chỉ khóa ngoài này thôi, đúng không ạ? Chúng ta lú cái đầu xe của chúng ta vào trong kia là vẫn ok quý vị nhá. Mặt tiền đường của chúng ta rộng mà, cho nên chúng ta chạy xe vào nhà rất là thoải mái. Đây chúng ta bên trong có 4 cánh cửa kiếng này, là lồng khung sắt, lồng kiếng rất dày dặn chắc chắn. Đấy, đây trên đây chúng ta có cái là một cái mái tôn, mái hiên để che nắng che mưa trước căn nhà. Đây, căn nhà thì Tuấn Nguyễn nói rồi, xây cũng 5-6 năm nay rồi quý vị nhá, cho nên là cũng cũ rồi, gạch thì các thứ thôi thì Tuấn Nguyễn bỏ qua. Nhưng mà đặc biệt thưa với quý vị nhá, anh chị chủ nhà này chuyển chỗ ở chỗ khác, cho nên là nếu như mà chúng ta mua căn nhà này á, nhu cầu sử dụng của chúng ta trong gia đình á, có cái nội thất trong gia đình có cái gì chúng ta ưng thì anh chị chủ nhà sẽ tặng hết cho chúng ta quý vị nhá. Tuy là nó không giá trị nhiều nhưng mà thôi thì có một chút tấm lòng để tặng cho chúng ta khi mua tấm căn nhà này. Đấy, Tuấn Nguyễn cũng tiết lộ để cho quý vị biết, đây là căn nhà của nhà tấm đúc hết quý vị nhá. Đúc như thế này thì chúng ta lên 2 lầu một trệt thoải mái. Đấy, người ta đã xin giấy phép xây dựng ngay từ tổ ban đầu. Đấy, trần đúc thì quý vị biết, nếu quý vị nhìn những cái xà như thế này là quý vị biết là trần đúc rồi, đúng không ạ? Đấy, đây là không gian phòng khách, thì nhà chị thì vừa kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ này, vừa có may mặc này, đúng không ạ? Buôn bán tạp hóa này. Đấy, rồi khu vực phòng thờ này, đây là ghế nệm này, thì nói chung là rất là nhiều đồ. Chúng ta về đây thì chúng ta có thể sắp xếp lại, đúng không ạ? Gọn gàng lại, rồi chúng ta làm phòng khách ra phòng khách, chúng ta làm phòng thờ ở trên, ví dụ vậy chúng ta thiết kế thêm. Và đây là khu vực không gian phòng ăn và phòng bếp này, chúng ta có tủ này, tủ chén rồi tủ lạnh rồi bàn ăn rồi tivi rồi tủ tivi rồi đây là bàn cắt may rồi, đúng không ạ? Rất là nhiều, một dàn tủ bếp trên dưới này, đây quý vị, đúng không ạ? Trần đúc luôn quý vị nhá. Đó, không gian rất rộng nhưng mà nhà nào cũng vậy thôi, đúng không ạ? Đang sinh hoạt thì rất là nhiều đồ, quý vị hết sức thông cảm, đúng không ạ? Chúng ta mua căn nhà này thì tất nhiên là chúng ta quan tâm thứ nhất là cái vị trí và cái con đường trước nhà, đúng không ạ? Thì Tuấn Nguyễn đã giới thiệu với quý vị rồi. Đấy, nằm ngay phường 14 quận Gò Vấp, đường Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, là con đường nhựa trước căn nhà chúng ta là con đường nhựa 7 mét như thế, đúng không ạ? Nằm ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Còn diện tích căn nhà này nữa, Tuấn Nguyễn là cũng đã nói với quý vị rồi, chiều ngang 4 mét mà chiều sâu lên tới 31 mét quý vị nha. Đây, chúng ta có một phòng vệ sinh ở dưới trệt này. Đấy, chúng ta đã qua sử dụng rồi cho nên nó cũ, Tuấn Nguyễn quay sơ sơ thôi. Đấy, đây là cầu thang lên lầu, thì chút xíu nữa Tuấn Nguyễn sẽ quay cho quý vị. Tuấn Nguyễn sẽ quay phía sau trước. Phía sau là có những gì ạ? Đất còn dư quý vị nhá. Đất còn dư phía sau này chúng ta chưa có làm gì hết, bởi vì nhà có hai vợ chồng thôi, với lại một người con nhỏ thôi, cho nên người ta đâu có ở hết đâu, người ta để nguyên như thế này quý vị này. Trời ơi, ở ngay trung tâm thành phố mà quý vị nhìn như thế này thì quý vị có thể tưởng tượng ra đây là thành phố không? Đúng không ạ? Quý vị không thể tưởng tượng ra, đúng không ạ? Quý vị là cứ tưởng ở đây là ở trên rừng, đúng không? Nhưng không, đây là ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh đây quý vị nhá. Nhưng mà người ta để hồi trước thì chắc chắn là người ta nuôi gà, nuôi chim gì trong đây. Nhưng bây giờ người ta không nuôi nữa, người ta để hoang như thế này. Đấy là đúng còn một nửa đất luôn quý vị nhá. Cho nên quý vị nào mà mua căn nhà này á, về đây chúng ta xây dựng lại, đúng không ạ? Chúng ta bốc hết đi, chúng ta xây một căn nhà tân cổ điển đây. Chiều dài 31 mét, trời ơi, hai lầu một trệt ở đây thì chúng ta ở thì Tuấn Nguyễn bảo đảm với quý vị là siêu của đẹp luôn, quý vị nhá. Thì những căn nhà cũ như thế này á, thì cái hình ảnh nó không được đẹp, đúng quý vị? Đôi khi là nó cũng nhách nhác nữa. Nhưng mà quý vị hết sức thông cảm, đúng không ạ? Nhà nào cũng vậy thôi. Đấy, có lúc mới thì nó đẹp, nó lung linh lắm. Nhưng mà lúc cũ thì nó cũng chỉ được vậy thôi. Trời. Thì mong là quý vị hết sức thông cảm, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ lên lầu. Lên lầu để Tuấn Nguyễn đây, bậc cầu thang thì bằng đá hoa cương. Đấy. Nhà thì nhà cũ, có chỗ thì đèn nó sáng, có chỗ thì đèn nó không sáng, quý vị nhớ thông cảm nhá. Đây, lên lầu 1 của chúng ta thì chúng ta có trên đây trần đúc luôn quý vị này. Đó,
người ta đúc hết để người ta lên tấm đó quý vị nha. Đây cho nên người ta làm cái chỗ để mở ra. Đấy, mở ra mở vào để chúng ta lên trần. Đây. Lên lầu 1 này thì nó cũng cũ hết rồi. Đấy, đầu tiên đây phòng ngủ đầu tiên này quý vị này. Đấy, phòng ngủ thì cũng rộng rãi thôi nhưng mà đồ đạc nhếch nhác lắm. Tuấn Nguyễn cũng làm biếng quay qua nhưng mà thôi trách nhiệm thì Tuấn Nguyễn cũng quay qua cho quý vị biết xíu đúng không ạ? Đây. Phòng ngủ nó vậy đấy. Đường trước đây là một phòng vệ sinh này. Đây, phòng vệ sinh của chúng ta đây quý vị này. Là hai phòng vệ sinh này. Nhưng mà theo Tuấn Nghĩ cảm nhận thì căn nhà này chúng ta nên thiết kế phòng vệ sinh lại đúng không ạ? Chúng ta không nên đặt phòng vệ sinh ở đây đúng không ạ? Và đây là phòng ngủ số 2 này. Phòng ngủ số 2 thì rất rộng cho nên gia chủ để hai cái giường quý vị nhá. Đấy, một này, hai này. Đấy. Hai cái giường rất lớn, tủ quần áo. Đấy, chúng ta có máy lạnh Samsung. Đấy. Và đặc biệt là chúng ta căn nhà chúng ta có một cái ban công. Đây quý vị. Ban công rất là lớn. Đây. Hàng xóm ở đây thì quý vị biết rồi, thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà cũng có nhiều nơi đúng không ạ? Người ta cũng đang còn khó khăn đúng không ạ? Kinh tế thì cũng bình thường thôi. Cho nên nhà cửa thì cũng vậy thôi, chứ cũng không phải là chúng ta trong cái tưởng tượng đúng không ạ? Chúng ta cứ nghĩ là thành phố Hồ Chí Minh là phải đẹp, phải giàu, phải cao, phải sang cái này cái kia, không phải đúng không ạ? Cũng có chỗ này chỗ kia, cũng có vị, cũng khu vực vị trí khác nhau. Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh đúng không ạ? Nói chung thì đấy. Quý vị nhà Tuấn Nguyễn, sở dĩ Tuấn Nguyễn nói như vậy á, để cho những cái vị ở xa đúng không ạ? Người ta chưa có dịp tới thành phố Hồ Chí Minh hoặc là người ta đang muốn mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh mà tại sao người ta lại thấy một cái hình ảnh nó toành toàng như thế đúng không ạ? Nó đơn giản, nó còn hoang sơ như thế. Thì Tuấn Nguyễn cũng tư vấn thêm để cho họ biết thôi, đúng không quý vị? Ngoài cái mục đích review căn nhà này, đúng không ạ? Đấy, nhiều quý vị khó tính cũng khiển trách Tuấn Nguyễn rất nhiều, nói rông nói dài. Nhưng mà thực tế không phải quý vị ạ. Đôi khi những quý vị khác người ta rất cần thiết, đúng không ạ? Người ta rất cần muốn tìm hiểu thêm, muốn biết về các cái thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, Bình Dương hoặc thành phố Hà Nội, ví dụ như vậy. Nó thực tế nó ra làm sao, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta không thấy cái hình ảnh thực tế thì chúng ta rất là ảo tưởng, đúng không quý vị? Nó xa hoa lộng lẫy, nó phồn hoa, đô thị nó như thế nào? Vâng. Thì Tuấn Nguyễn đã quay xong rồi đó. Căn nhà của chúng ta thì không có nhiều tiện ích cho nên Tuấn Nguyễn quay rất nhanh. Đấy. Thì quý vị cũng hết sức thông cảm quý vị nhá. Đấy, một căn nhà đã qua sử dụng thì nó cũng chỉ có vậy thôi. Cho nên bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ dành thời gian để báo giá căn nhà này cho quý vị và các bạn biết được, đúng không ạ? Quý vị và các bạn cái điều quan tâm nhất là cái vị trí của căn nhà này ở đâu, đúng không ạ? Đấy. Và diện tích như thế nào, giá cả ra sao, đúng không ạ? Thì về cái diện tích, công năng sử dụng cũng như vị trí con đường thì Tuấn Nguyễn đã review để giới thiệu cho quý vị hết rồi. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ dành thời gian để báo giá cho quý vị và các bạn biết. Hiện căn nhà này anh chị chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 7 tỷ 6 quý vị nhá. 7 tỷ 600 triệu đồng chúng ta còn thương lượng quý vị nhá. Gặp chính anh chị chủ nhà, Tuấn Nguyễn không qua trung gian. Tuấn Nguyễn chỉ là người đưa thư thôi, gặp anh chị đưa quý vị đến gặp anh chị chủ nhà, đúng không ạ? Tuấn Nguyễn không có liên quan đến vấn đề giá cả, tiền nong tài chính ở đây quý vị nhá. Quý vị không phải lo. Đấy, không phải lo cái thằng cò thằng vạc nào nó dẫn mình tới rồi nó đôn giá đội giá lên nó bán thế này kia. Quý vị yên tâm đúng không ạ? Tuấn Nguyễn không có cái làm việc như vậy. Tuấn Nguyễn chỉ dẫn quý vị tới đây gặp anh chị chủ nhà. Đấy, giá cả như thế đấy, quý vị cứ trả giá, thảo luận, thương thảo với anh chị chủ nhà quý vị nhá. Đấy, quý vị xem được cái video này. Quý vị nào mà đang muốn mua nhà ở thành phố Hồ Chí Minh đúng không ạ? Có mặt tiền có thể kinh doanh buôn bán được như thế này, giá cả phù hợp phải chăng? Thì quý vị hãy liên hệ ngay với kênh nhà đất Tuấn Nguyễn qua số điện thoại đang hiển thị trên góc màn hình TV của chúng ta 0905 745 448. Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị và các bạn đi xem căn nhà này. Kênh nhà đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Có hàng trăm hàng ngàn mẫu nhà đẹp cho quý vị mua, xem và lựa chọn quý vị nhé. Cuối cùng Tuấn Nguyễn xin chào và chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc có nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc trong cuộc sống. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.